Hello anh em. Em lên cái clip mới giới thiệu với anh em về một sản phẩm khá là độc đáo ha. Em đây là cái máy cassette nha anh em. Cassette radio AM/FM. Được thiết kế theo cái kiểu classic cổ ha, lấy cái cảm hứng từ những cái chiếc xe cổ của Mỹ. Đây thì theo em thì cái này nó na ná giống những cái kiểu Chevrolet cũ của Mỹ ha. Đời cổ của Mỹ, những cái xe hơi đó. Thì con này sử dụng băng cassette và radio AM/FM, thương hiệu Classic nè, Kikena ha, đó, rất là đẹp, nhìn nó rất là độc đáo và đẹp ha. Đây, đây là phần cassette nè, cái âm cũng rất là ok nha anh em ha, đẹp, hay á. Đây, sách đây, màu xanh, xanh đen. Xin đừng hỏi tôi nhìn tại sao. Rất là bắt mắt ha, những cái viền đồng, viền nhôm mạc rơm chạy xung quanh máy luôn nè. Trên một cái, dưới một cái ha. Bên đây cũng vậy, trên một cái, dưới một cái đó. Nó có chỉnh bát chép. Bát chép và ba lăng đầy đủ luôn nè, bát đây, chép đây. Không có ba lăng, lộn, bát chép. Sao tôi không hát tép ở vũ trường, say mê theo vũ điệu nhiệt ngoài đài, đúng ngoài đài đây. Đất là này nọ, phải làm mà hay sao? Người ơi, người ơi, chắc người cũng tên nó là dài luôn. Quê mình từ lâu, lửa bình. Lửa bình gieo tàng tóc chiến miên. Bây giờ bình yên, dù bình yên, nhưng khăn khô thiếu tụ vẫn còn. Nhưng anh em thiếu hụt hào mòn, nên tôi hay hát những lời của máy một quên. Ngày càng quên. Ở phần 60 nha em. Chuyện này là phần 60. Người ơi, chuyển qua đài đi, đài em ha, nhỏ xuống tí, 610, 610 MHz ha, đó, FM thì là FM nội địa Nhật, FM 90, 92 anh em ha, 92 anh em có khóa bắt buộc về đài ở tần số 90, 88 tới 92 trên đây ha, ở những chỗ gần đài thoáng anh em sẽ bắt ok á, đây là FM nè. Chỗ em thì buổi tối quay thì chắc là em nghĩ là không vô đài đâu rồi. À vô. Hồ Chí Minh. Ồ, nét căng luôn. 23, tuần văn hóa du lịch Tây Bắc đã hiện diện. Đài Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Con này bắt đài rất là cứng luôn. Cả luôn phát băng cục. 92 MHz đài Bà Rịa Vũng Tàu nè. Chiếm lực tuần tư cả nét căng luôn. Vừa qua, nhóm liên kết du lịch Tây Bắc tiếp tục mang văn hóa rừng núi, xe duyên với văn hóa vùng sông nước, ven biển ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long, mở ra nhiều cơ hội mới. Ông Trần Việt Phương, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết, vấn đề quan trọng chúng tôi mong muốn làm sao ký kết hợp tác như vậy đó là nó đi vào thực chất, có nghĩa là chúng ta phải hành động, phải nỗ lực, phải phấn đấu. Máy chạy nguồn điện C100V hàng nội địa Nhật nha, về từ Nhật Việt Nam và có khả năng sử dụng pin luôn nha, điện để 100V và pin đầy đủ ha, có học pin nha. Cùng với những nỗ lực sáng tạo của các địa phương, nhiều thương hiệu văn hóa đặc trưng lớn đang hình thành như văn hóa hoa ban Điện Biên, văn hóa ruộng bậc thang Yên Bái, văn hóa trái cây Sơn La. Gần đây là ý tưởng về nền văn hóa sông Hồng của Lào Cai. Có thể thấy, khi đặt văn hóa trong tổng hòa các lĩnh vực và đầu tư đúng mức. Ok, nếu mình qua cassette lại thì mình sẽ bật về tép này, hoặc là radio up thì nó sẽ tắt nguồn. Anh em bật chế độ lay là nó sẽ mở nguồn và hát trong phần cassette ha. Đây là tua nè, anh em bật tua đây. Thì anh em có nhu cầu giao lưu cái con máy classic cổ Kikena. Cái này là cái tên anh em có đọc Kikena ha. Hàng nội địa Nhật, về từ Nhật và được sản xuất theo cái phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ những cái chiếc xe cổ của Mỹ ha. Này rất là đẹp, decor rất là ok luôn nha anh em ha. Thì alo cho em
Số điện thoại cũng như Zalo là 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc Gia Nam nha. Mẹ buồn lắm, mãi trên nghèo không người sửa tám, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Kỳ kê na bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta mới ba ngày. Ok anh em, clip của em tới đây cũng xin kết thúc nha anh em. Anh em có nhu cầu alo cho em ha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video cũng như là thường xuyên ủng hộ những cái sản phẩm của bên shop em. Xin hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo. Sẽ cố gắng sưu tầm những cái sản phẩm hay, mới, lạ và độc để giới thiệu đến anh em. Chân thành cảm ơn và mến chào anh em. Chào xuân tiên đường, không lẽ riêng mình nềm ấm, mẹ thương con xin đợi ngày.